Các bạn quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, các cái dòng Atomat của bên mình rất là nhiều luôn anh em nhá, hàng ngập tràn luôn, trồng trên trồng dưới luôn anh em này. Đấy, rất là nhiều luôn, hàng một pha, hàng ba pha nhá. Nay Phạm Huấn trân trọng giới thiệu đến anh chị em cái dòng Atomat chống giật, hàng cả chống chập cả chống giật luôn, hàng CP 3 nút anh em nhá, cả chập cả giật, hàng của Mitsu, hàng Fuji và hàng Panasonic, cực kỳ đẹp luôn. Giới thiệu anh em cái lô này, hàng rất là đẹp nhá. Đấy, hôm nay em tiếp tục giới thiệu anh chị cái dòng sản phẩm CP 3 chức năng. Đấy, chống chập cháy, chống giật và chống quá tải. Đấy, dòng 3 nút bấm. Đây, giới thiệu anh em dòng đầu tiên là Panasonic này. Đó, hàng rất là đẹp luôn, anh em thấy không? Đây, ốc ác tiếp điểm các thứ còn sáng choang luôn. Hàng rất là đẹp, Panasonic anh em nhá. Đấy, hàng 3 nút bấm này, chống chập cháy này, chống giật và chống quá tải này. Đó, hàng tích hợp luôn anh em nhá. Đấy, 40A này. Đây. Chống chập cháy này, chống giật, rò rỉ này và chống quá tải này, hàng 3 chức năng. Đó. Và đây, hàng này là hàng của Natina, hàng hai cầu anh em nhá. Đấy. Hàng hai cầu này, dùng tổng gia đình cực kỳ là ok này. Đấy, 30A này. Đấy, con này cũng chống chập cháy, chống giật và chống quá tải luôn anh em nhá. Hàng rất là đẹp này. Đấy, rồi hàng của Fuji này, anh em quan sát này. Đây, hàng của Fuji này. Rất đẹp luôn, át rất đẹp luôn anh em ơi. Át gần như mới luôn, có lễ cài lễ giếc cho anh em luôn. Anh em dùng những con này thì tổng gia đình thì cực kỳ là ok luôn. Đấy, hàng Mitsubishi. Đây, hàng của Natina này. Đó, đều là hàng 3 nút hết anh em nhá. Anh em dùng dòng này thì cực kỳ là chất lượng luôn. Đó, thì anh em các bạn có nhu cầu về cái dòng át chống chập chống giật này thì liên hệ trực tiếp để bên em tư vấn. Xin chào lại anh chị em video sau nhá.